Sáng nay, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ tư theo hình thức trực tuyến với chủ đề cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên. Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã cắt giảm và đơn giản hóa gần 2,2 nghìn quy định kinh doanh tại 175 văn bản quản lý pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa gần 1,1 nghìn quy định của 10 bộ, cơ quan, cung cấp hơn 4,4 nghìn dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cấp hơn 79,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, kích hoạt trên 6 triệu tài khoản VNEID, hoàn thành tích hợp 21 trên 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ, làm sạch dữ liệu với 13 bộ, ngành, 63 địa phương, 3 doanh nghiệp viễn thông và EVN, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, xử lý quyết liệt tình trạng sim rác. Năm 2022, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS và chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, PA Index đạt trên 80%. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cá nhân, tập thể cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Yêu cầu Ban chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp và đề ra giải pháp khắc phục, khơi thông những điểm nghẽn, ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS và PA Index được công bố đã phản ánh khá trung thực kết quả phấn đấu, nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đứng trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mục tiêu nhiệm vụ đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương của tỉnh cần cụ thể hóa nhiệm vụ, xem xét diễn biến của từng chỉ số xếp hạng liên quan đến cải cách hành chính về thứ bậc, điểm số, qua đó tiếp tục phát huy những chỉ số được cải thiện và chỉ số còn hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương có thứ bậc, điểm số thấp cần chú ý nỗ lực cải thiện để đóng góp vào thành tích chung của cả tỉnh. Thực hiện nghiêm túc quy định về chữ ký số, chuẩn bị đầy đủ các dữ liệu chuyên dùng để đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời khai thác có hiệu quả kho dữ liệu dùng chung. Có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Sau kết luận Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thường trực là Sở Nội vụ thì sẽ phải hệ thống lại trên cơ sở cái kết quả thực hiện của địa phương với 6 cái nội dung cơ bản của cải cách hành chính liên quan đến cái nhân lực mà làm cái cải cách hành chính thì cũng đã thống kê, rà soát và đã có cái phương án để mà đào tạo, bồi dưỡng. Thế nhưng mà riêng chuyển đổi số như thì cũng đề nghị là Sở Nội vụ cũng chủ trì phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các địa phương, các sở ngành địa phương thì cũng sẽ phải khẩn trương thống kê, rà soát, lựa chọn và thực hiện cái việc là cái tập huấn, cái đào tạo, cái bồi dưỡng để mà thực hiện được cái nhiệm vụ để tham mưu về chuyển đổi số trên cái nguyên tắc có trọng tâm, có trọng điểm này, thế rồi dễ làm trước này, khó làm sau này, thế rồi bé làm trước này, lớn làm sau này, đấy, đơn giản làm trước này, phức tạp làm sau, thế sau đó ta nhân rộng.